Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay tôi cập nhật về tình trạng hiện tại của cây lục vừng chiết cho các bạn xem. Tức là cái cây lục vừng mà hôm mình chiết tạo rễ 24 giờ đấy các bạn. Và sau đấy thì mình sẽ nói thêm về cái dự định tiếp theo trong tương lai cho cái cây này. Thì trước mắt là về tình trạng cây thì cây rất khỏe. Và các bạn thấy như cái mặt đất nó có những cái cỏ nhẹ nó đang mọc này, cỏ nhỏ nó đang mọc lên này. Đấy, và cành lá thì nó phát triển rất tốt. Đây, để tôi quay gần cho các bạn xem. Đấy các bạn thấy cái mầm của nó này này, gần được một gang tay, rất khỏe. Và những cái mầm bên này thì lá lên rất mạnh nha các bạn. Đây. Đấy, còn phía bên này thì mầm nó đang ra đây này. Các bạn thấy này, mầm rất to. Đây, và những cái mầm như thế này. Và cái cây này thì yên tâm là nó sống rồi. Còn mặt đất thì các bạn này, có những cái cỏ nó đang lên đấy, và cái đế chân này nó đang có cái độ nở, nó đang nở dần. Và cây này thì theo đúng dự định của mình, nó có một cái mầm ở đây thì sau này mình sẽ làm cành mồi để cho nó nở phần gốc này, và nó đang rất khỏe đấy các bạn. Tiếp theo mình nói về dự định tương lai cho cây này, có mấy vấn đề sau đây. Về vấn đề chăm sóc thì đầu tiên chúng ta phải đưa cây này ra một cái chỗ có nhiều nắng, chứ không thể để trong chỗ dợp được. Vì cây lục vừng cũng là một trong những cây nó yêu cầu nhiều nắng thì nó mới lớn được. Nếu mà mình để trong chỗ dợp thì nó không lớn được. Rồi sau đấy là đến các vấn đề như là tưới nước, rồi bón phân, chăm tỉa vân vân. Cụ thể như sau. Về nước thì tưới hàng ngày bình thường. Khi mình thấy cái mặt chậu này khô thì mình tưới, hoặc là lá héo thì mình tưới. Và mình tưới vào sáng sớm và chiều tối, không tưới buổi trưa. Vấn đề phân bón thì mình sẽ hòa NPK mình tưới, và mình tưới nước gạo. Ngoài ra thì mình không dùng các loại phân khác. Về vấn đề cắt tỉa thì khi nào mà cái cành này nó ra hai lần lộc, đây là mới là một lần, nó ra hai lần lộc hoặc là ra một lần lộc, và đến khi lá già, khi cái lá này nó già hẳn, nó ra màu xanh đậm và nó không có cái chồi non thì mình sẽ cắt tỉa, hoặc là mình sẽ cho hai lần lộc cho nó phát triển, cho nó mạnh. Đấy, sau đấy mình sẽ cắt tỉa lại. Và cùng với cắt tỉa thì mình sẽ kết hợp nuôi một số cành mồi nhân thân để cho nó nở thân và nở gốc. Tiếp theo là về vấn đề sang chậu. Khi cái cây này nó sống ở đây được khoảng 6 tháng đến 1 năm, tùy theo điều kiện thực tế, và mình thấy cây này nếu mà đảm bảo sống trong này thì mình chưa cần thay chậu. Còn nếu mình thấy cái chậu này nó quá chật chội và cái cây nó phát triển mạnh thì mình sẽ thay cho nó một cái chậu to hơn. Đây các bạn, khi cái chậu nhỏ này nó không đảm bảo cho cây phát triển thì mình sẽ thay bằng một cái chậu lớn hơn như thế này. Đây, chậu này cũng là chậu mỏng. Mục đích của mình là để cho cái rễ này nó ăn ngang và nó sẽ phát triển cái bộ đế này. Và khi thay chậu thì mình kết hợp, mình đưa móc, mình cào cái phần mặt trên của cái mặt đất này để mình kiểm tra xem cái bộ đế 24 giờ nó có đạt hay không. Và nếu có những cái rễ lớn thì mình sẽ sắp xếp, mình nắn lại, chỉnh sửa lại, giống như mình chỉnh sửa cái cây nguyệt quế đấy các bạn, để mình tạo cho cái bộ đế nó được đẹp. Và với một cái cây tầm như thế này thì cái gốc của nó bằng cổ tay này thì nó sẽ đẹp. Chính vì vậy nên là mình sẽ ưu tiên nuôi cành mồi một số cành ở trong cái phần thân này để cho nó phát triển. Thì đấy là một số cái dự định ban đầu cho cái cây tương lai của mình. Còn vấn đề tạo tiểu cảnh về sau thì cái đấy phải đến khi cây nó gần hoàn thiện thì mình mới tạo, chứ còn bây giờ thì chưa tạo. Và cây này thì mình có thể thể hiện một cái cây ở một cái vùng gió nó bị xô siêu đấy, nó siêu nó bạt như thế này. Hoặc là mình thể hiện một cái cây nó bị gió thổi nghiêng trong một cái sự cố bão bùng gì đấy, và đến bây giờ thì nó sống và nó đứng như thế này. Với một cái cây lục vừng chiết ở hiện tại thì mình có một số cái dự định cho nó trong tương lai như vậy. Các bạn có thể tham khảo để áp dụng cho cái cây của mình. Các bạn có thể áp dụng để chiết cây lục vừng hoặc là chiết cây khác, và cũng có thể nuôi giống như tôi. Và đây tất nhiên là cái cách nuôi của tôi thôi, chứ còn các bạn khác mà có cách nuôi hay hơn thì mình có thể áp dụng. Ví dụ như là mình có thể trồng cái cây này trong rổ nhựa này, sau đấy là bên ngoài mình đưa vào một cái chậu lớn hơn. Hoặc là mình trồng vào chỗ nhựa, sau đấy mình đưa xuống đất mình trồng. Hoặc là mình trồng vào chỗ nhỏ thế này rồi mình đưa vào một chậu lớn và mình cho cái rễ ăn qua đáy, thì nó có nhiều cách. Đấy, hoặc là mình trồng như thế này, sau đấy mình trồng vào một chậu lớn và mình cho cái rễ này nó ăn tràn qua cái mặt chậu này. Thì nói chung có rất nhiều cách chúng ta làm, tùy theo cái yêu cầu chúng ta thôi. Và đối với cây này thì tôi có một số cái dự định như vậy để chia sẻ với các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý đón xem. Chúc tất cả các bạn nhiều niềm vui. Xin kính chào và hẹn gặp lại.